là xài 3 cái viên pin 3A. Nhớ gắn đúng chiều thì cái phần cài sẵn á, thì có thể nó chỉ có gắn vô đợi tí xíu cho nó khởi động ha. Xin kính chào quý khách. Xin cảm ơn quý khách. Xin kính chào quý khách. Nó chỉ có mấy tiếng vậy thôi. Cái này là mình có cài thêm. Ai đó, vào đây làm gì? Đợi xíu nó khởi động. Xin kính chào quý khách. Xin cảm ơn quý khách. Xin vui lòng kiểm tra tư trang trước khi rời khỏi vị trí. Xin chào quý khách, em đã nghe, em ra ngay đây. Nếu mình muốn chọn một tiếng chuông nào đó thì mình bấm tới. Cho cái đèn này nó chớp chớp là được ha. Nó chớp chớp 2-3 cái thì nó sẽ giữ cái một cái nhạc chuông đó rồi. Nếu mà mình không muốn dùng pin, mình muốn dùng adapter. Thì mình nếu mình có đi hoặc là mình đi mua cái adapter ha. Đây, cái đầu. Mở công tắc lên. Thì xài adapter nhớ tháo pin ra. Xin kính chào quý khách.